Rima Thanh Vi, thánh chiêu trò của Next Top châu Á mà lột xác thành mỹ nhân điện ảnh. Rima Thanh Vi được khán giả quan tâm và chú ý sau khi đại diện Việt Nam tại Next Top châu Á, từ nàng siêu mẫu chiêu trò liên tục gây tranh cãi với những drama trong cuộc thi, Rima Thanh Vi hiện đã lột xác sau khi lấn sân vào điện ảnh. Rima Thanh Vi sinh năm 1995, giành giải quán quân cuộc thi gương mặt tuổi hồng ở tuổi 14, rồi từ đó bước vào con đường người mẫu ảnh. Năm 15 tuổi, cô đóng chính một MV của ca sĩ Lý Hải. Dù chiều cao khiêm tốn nhưng Thanh Vi có sức hút đặc biệt bởi tính cách và cái tôi cá tính nhưng cũng rất dễ thương. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Thanh Vi đã có tuổi nghề dày dặn. Tính đến nay, cô nàng đã hoạt động trong showbiz hơn 15 năm, xuất hiện cùng lúc trong nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ và các MV âm nhạc nổi đình nổi đám khác. Bắt đầu sự nghiệp từ khi mới 14 tuổi, sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp gương mặt tuổi hồng do báo Mực Tím tổ chức, cô xuất hiện trong các trang bìa của các tạp chí giới trẻ hàng đầu lúc bấy giờ. Năm 2016, Rima Thanh Vi mạnh dạn đăng ký dự thi Miss World Việt Nam. Đây là cuộc thi mang tầm cỡ lớn và khá áp lực cho cô nàng, vì vậy mà Thanh Vi chỉ dừng chân ở top 9 hoa khôi áo dài với số điểm 10,5. Năm 2018, Rima Thanh Vi đã trở thành ứng cử viên sáng giá được lựa chọn để tham gia thi đấu tại Asia's Next Top Model 2018, là đại diện chính thức của Việt Nam, được Minh Tú và Võ Hoàng Yến lựa chọn tranh tài. Thanh Vi mang về cho mình sứ mệnh mang vinh quang về cho đất nước. Được biết, trong cuộc thi, Thanh Vi là người có chiều cao khiêm tốn nhất, nhưng cô không lấy đó là trở ngại mà cố gắng vượt qua, khiến đối thủ phải cảm thấy khó khăn nếu muốn vượt qua cô. Trong các tập của cuộc thi, Thanh Vi đã nhiều lần lọt top nguy hiểm vì những sai lầm liên quan, nhưng không vì vậy mà cô nàng sinh năm 95 từ bỏ. Trong tập 7, Thanh Vi cùng thí sinh người Đài Loan đã gây ra sai lầm lần này và lọt top nguy hiểm, nhưng sau đó Thanh Vi vẫn chiến thắng và ra về với top 6 chung cuộc. Ngoài nhan sắc và ngoại hình, Thanh Vi còn gây ấn tượng với khán giả nhờ vào khả năng tiếng Anh. Cô được đánh giá là thí sinh giỏi ngoại ngữ nhất trong các mùa Asian Next Top Model 2018. Trải qua 7 tập phát sóng, đại diện Việt Nam Rima Thanh Vi dừng chân ở vị trí top 6 Asian Next Top Model. Đây có thể được coi là kết quả khả quan của cô nàng này, vì ngay từ đầu khi biết được Rima Thanh Vi sẽ đại diện đi thi năm nay, nhiều người đã cho rằng với chiều cao 1m68, không chóng thì chầy, Rima cũng bị loại sớm. Tuy nhiên, Rima đã chứng tỏ mình hoàn toàn có khả năng trụ lại tại Asia's Next Top Model khi mở hàng ở tuần đầu tiên với hạng 8 trong chủ đề chụp hình cùng bó sát. Ngay sau đó là 2 tuần thăng hạng liên tiếp của thí sinh Việt Nam khi từ hạng 5 vươn lên thành người có hình đẹp nhì tuần. Sau đó, Rima bất ngờ bị tụt xuống top 3 nguy hiểm rồi lại ngược dòng lên vị trí 3 dẫn đầu. Ở tuần thứ 6, cô nàng lần đầu tiên nếm trải cảm giác đứng trong vòng nguy hiểm nhưng may mắn được cứu. Tuy nhiên, khi lần thứ 2 liên tiếp đứng ở vị trí đó, lịch sử đã không lặp lại và Rima phải ra về. Ngoài sự thể hiện ở các phần thi, Rima Thanh Vi còn chứng tỏ mình là một nhân tố khá drama khi có đến 3 tập cô nàng vô tình hay cố ý tự tạo ra drama. Trong thử thách là cắt tóc thay đổi diện mạo, lúc đầu Rima Thanh Vi chỉ được tạo một kiểu tóc khá đơn giản, thậm chí còn bị trùng lặp với 2 thí sinh khác khiến Rima không đồng ý. Cô nàng đề nghị chuyên gia cắt tóc mình ngắn hơn nhưng cuối cùng lại bật khóc chỉ vì không biết sẽ làm quen với mái tóc ngắn như thế nào. Tuy nhiên, Rima vẫn hài lòng với phần thay đổi diện mạo lần 2 của mình. Trong thử thách chụp hình mạng xã hội ở tập 3, Rima Thanh Vi cùng 2 người bạn là Pim and Jachin đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, khi chuẩn bị quay về nhà chung, Rima đã bất ngờ bị ngất xỉu vì sốc nhiệt dưới thời tiết nắng nóng tại Thái Lan. Các thí sinh cùng ban tổ chức nhanh chóng dìu Rima vào chỗ dâm để chăm sóc cho cô nàng trước khi đưa đến bệnh viện. Rima sau đó cũng có những chia sẻ thẳng thắn liên quan đến việc thí sinh Mia đến quan tâm mình khi ngất xỉu là chỉ vì muốn được lên hình. Với thử thách đạp xe nhịp điệu ở tập 4, Rima Thanh Vi được ghép nhóm với 2 thí sinh là Dana và Beauty. Tuy nhiên, ngay ở phần diễn tập, nhóm này đã xảy ra một số trục trặc nhỏ khi Rima cho rằng 2 thí sinh kia chỉ tập với nhau mà quên mất mình. Trong lúc tập lẫn lúc thi chính thức, Rima quyết định làm theo ý mình khiến các thí sinh nghĩ cô không chịu hợp tác với Dana và Beauty. Kết quả là team này có điểm thử thách thấp nhất. Dana cho rằng Rima không hiểu mình và Beauty muốn gì nên nổi giận và không muốn cố gắng nữa. Sau khi ra về với top 6 chung cuộc, Rima không dừng lại với vai trò là người mẫu, cô bắt đầu quyết định dấn sân sang đóng phim, làm quen với màn ảnh ống kính. Thanh Vi góp mặt trong 2 dự án phim Hot Boy nổi loạn và Scandal. Khả năng diễn xuất của cô được công nhận khi tái xuất trong phim 11 niềm hy vọng với vai trò là nữ chính. Dù không được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng nét diễn của Thanh Vi luôn được đạo diễn khen ngợi và đánh giá cao. Không được đào tạo bài bản kỹ càng về diễn xuất như nhiều người, nhưng Nguyễn Phương Thanh Vi cũng có thể hóa thân vào nhân vật và nắm bắt cảm xúc của họ rất tốt. Điển hình là cô đã trở thành một trong 3 nữ chính của bộ phim Thanh Sói với vai Hồng. Năm 2022, người đẹp cũng xuất hiện trong 10 lời nguyền trở lại với nhân vật Hằng. Rima Thanh Vi thừa nhận bản thân là gương mặt mới tinh của màn ảnh Việt nên việc tiếp cận với khán giả là một thử thách với cô. Đôi khi vì sự mới mẻ của tôi mà khán giả có sự hoài nghi về cái tên Rima Thanh Vi, thậm chí nhiều người cho rằng tôi được đóng phim vì nhan sắc, nữ diễn viên nói. Rima cho biết nguyên tắc nghề nghiệp của cô chính là đạo đức phải đi đầu. Có thể những người thật sự rất giỏi nhưng nếu không sống tử tế thì không được. Bạn sống lâu với nghề này hay không phải phụ thuộc vào thái độ nữa, nữ diễn viên chia sẻ. Người đẹp sinh năm 1995 tiết lộ bản thân từng gặp không ít cám dỗ trong nghề, thậm chí cô từng trải qua những chuyện tồi tệ khiến bản thân suy sụp. Tuy nhiên, nhờ sự mạnh mẽ mà cô có thể vượt qua được nhiều chuyện và vững vàng bước đến hôm nay. Vai diễn mới nhất của Rima Thanh Vi là vai diễn trong Thanh Sói vừa qua. Với sự thể hiện xuất sắc của mình, Rima Thanh Vi bắt đầu được khán giả công nhận tài năng và được kỳ vọng sẽ trở thành đả nữ mới của màn ảnh Việt.